Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tạp chí review xe ô tô Thiện Nhân. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay ô tô Thiện Nhân sẽ xin giới thiệu đến các bạn một cái sản phẩm Longman X30 phiên bản 2 chỗ, có một cái màu xanh rất là bắt mắt như thế này. Thì mình đã từng làm nhiều video về Longman X30, nhưng hôm nay là lần đầu tiên mình làm về cái chiếc xe có một màu xanh xanh lá như thế này. Thì đây là một trong những cái màu sắc mà nhà máy sẽ phải tùy chọn. Với hai màu cơ bản là màu trắng và màu bạc thì các bạn sẽ không mất thêm các cái chi phí để mua cái xe đó. Xe đó thì là cái xe base. Thì khi mà khách hàng muốn mua cái dòng xe có cái màu sắc nó khác biệt như thế này thì các bạn sẽ phải chịu thêm một khoản phí. Thì cái màu này là màu sơn chuẩn của nhà máy với cái công nghệ sơn 7 lớp. Thì các bạn, nó sẽ không khác gì so với hai cái màu cơ bản cả. Và chúng ta vẫn có được cái chất lượng sơn như các cái sản phẩm chính hãng khác. Ok, thì mình sẽ giới thiệu qua một chút về cái ngoại thất và cái ngoại hình của cái dòng sản phẩm này. Nó cũng đã quá quen thuộc rồi, mình cũng làm rất nhiều cái video về cái xe này rồi. Thì các bạn có thể nhìn qua về cái vẻ ngoài của dòng sản phẩm này, cái sơn này, cái nước sơn, cái màu sắc như này. Thì mình đánh giá là với cái màu sắc như thế này thì các bạn sẽ chỉ phù hợp với những ai mà, những cái đơn vị mà họ vận chuyển các cái hàng hóa nó có tính thực phẩm một chút thì cái dòng sản phẩm này sẽ rất là hợp. Cũng như vậy thì chúng ta có thể là cái bộ nhân diện thương hiệu của khách hàng với những ai, những công ty nào mà cái logo của họ có một chút màu xanh thì đây là một trong những cái xe mà họ không thể bỏ qua được. Ok, chúng ta vẫn có một cái ngoại thất giống hệt các chiếc xe Longman X30 khác với cái chiều dài lên đến 4m2 của xe. Chúng ta có hệ thống lốp bằng Casumina của Việt Nam. Chúng ta có tay nắm cửa mạ chrome giống như các cái chiếc xe cao cấp khác. Chúng ta có cái công nghệ máy với cái chuẩn khí thải Euro 4. Chúng ta có cái ngoại thất đầu xe giống như chiếc xe con, giống như những cái chiếc xe của BMW với cái khe lê gió lớn như này. Chúng ta có hệ thống đèn pha bi xê lông rất là nổi bật, đèn gầm. Chúng ta có hệ thống lấy gió giống lấy gió rất là lớn cho cục lóng điều hòa. Ok, thì xe tải van Longman X30 V2 đời 2019 hiện tại là nhà máy đã nâng cấp lên một cái bộ máy hoàn toàn mới là máy DOHC 16, với cái dung tích là 1.5 lít và công suất cực đại là 80 kW ở 5.200 vòng một phút. Chúng ta sẽ có cái tiêu hao nhiên liệu chỉ vào 6.5 lít trên điều kiện tiêu chuẩn. Ok, thì đây là một dòng sản phẩm hiện tại với Longman là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất của hãng, và với những người dùng thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm với cái giá cả rất là hợp lý và chất lượng sản phẩm rất là tốt với cái điều kiện bảo hành 3 năm và 100.000 cây. Ok, nếu các bạn có các cái đóng góp cho mình làm các video lần sau được tốt hơn thì các bạn có thể lại comment bên dưới video. Nếu các bạn muốn tìm hiểu về cái giá của dòng xe này, về những cái chính sách khuyến mãi của dòng xe này, các bạn có thể là để lại comment bên dưới hoặc là gọi vào số điện thoại của mình 0987733322. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video review về các dòng xe tải đẹp của Longman X30 khác. Xin chân thành cảm ơn.